Ngày 9 tháng 11, Thiếu tá Nguyễn Văn Anh, chính trị viên đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt, biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, tàu chở hàng với 9 thuyền viên mắc cạn trên vùng biển xã Do Hải, huyện Do Linh. Theo đó, khoảng 8 giờ 20 phút cùng ngày, tàu hàng Chính Quỳnh 19 có trọng tải 3.461 tấn do ông Nguyễn Văn Tài, 37 tuổi, quê Ninh Bình, làm thuyền trưởng, cùng 8 thuyền viên, đang vận chuyển khoảng 2.988 tấn cát từ cảng Hợp Thịnh, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị, đi Ninh Bình, thì không may gặp sự cố tàu bị thủng. Sự cố này khiến tàu hàng bị mắc cạn, cách bờ biển xã Do Hải, huyện Do Linh khoảng 200 mét về phía đông. Hiện các thuyền viên trên tàu đã an toàn. Công tác khắc phục sự cố được khẩn trương triển khai. Các lực lượng đang lên phương án xả 1/2 lượng cát trên khoang để tàu nổi, sau đó khắc phục lỗ thủng và kéo chiếc tàu ra khỏi vị trí mắc cạn.